Hey, hello các bạn, các bạn có khỏe không? Chào các bạn đã quay trở lại một cái video mới nữa tại channel Hello Lan Tài nha các bạn. Ngày hôm nay thì mình ghé văn phòng di trú của Cameraman để lấy một số hồ sơ thì sẵn cho các bạn xem lại cái văn phòng ở đây của gia đình mình làm về di trú Mỹ các bạn ha. Thì vài bữa trước thì mình cũng làm lại cho nó gọn gàng, sạch sẽ với lại trang trí lại một chút xíu. Thì bây giờ là mình sẽ cho các bạn xem. Ok, there you go. Ok, thì ngày hôm nay thì mình lên đây mình lấy một số mấy cái hồ sơ để mình gửi đi. Nhưng mà trong cái chủ đề ngày hôm nay đó thì mình muốn chia sẻ cho các bạn một trong những cái topic rất là hot. Và mình nghĩ là có rất là nhiều bạn quan tâm. Đặc biệt hơn nữa là trong những ngày vừa rồi có rất là nhiều bạn comment hỏi với mình là những cái diện di trú này đi qua Mỹ như thế nào. Vì trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn biết luôn ha. Ok, thì bây giờ cho các bạn coi cái sơ sơ cái văn phòng của cameraman của nhà mình làm về di trú ở bên Mỹ. Thì bây giờ bạn nào ở bên Mỹ, Việt Nam, những thời gian tới mà chẳng hạn như muốn làm những cái công hàm độc thân để về Việt Nam cưới vợ, gả chồng gì đó, thì ở đây mình cũng làm hết. Rồi về ủy quyền đất đai ở bên Việt Nam cũng làm luôn. Và đặc biệt là văn phòng ở đây đó, thì cameraman sẽ làm về bảo lãnh di trú cho gia đình, chẳng hạn như vợ chồng, con cái, ba mẹ, anh chị em, thì sẽ làm ở tại văn phòng này ha các bạn. Đó, thì ngày hôm bữa thì mình cũng mua mấy cái ghế sofa ở đây để mà làm lại cho nó gọn gàng, sạch sẽ, khách tới đây có thể ngồi. Đó, thôi cũng nhỏ nhắn xinh xắn, tại vì các bạn biết thì mấy cái công việc này toàn là những cái công việc giấy tờ không à, cho nên thì không cần một cái chỗ thật là to để làm gì. Thì quan trọng là tất cả những giấy tờ ở đây thì mình làm giữa khách hàng với lại di trú Mỹ, cho nên thì tất cả được gửi bằng thư từ và online hết, cho nên điều đó thì cũng không cần một cái khoảng không gian lớn lắm các bạn, vừa đủ để chúng ta làm việc ở đây. Đó, thì ở đây là bàn làm việc, right here, there you go. Đó, ok, thì trong cái video ngày hôm nay đó, như mình nói lúc nãy thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn diện di trú, và người ta gọi cái diện này là diện EB3, tức là cái diện EB3 các bạn. Và rất là nhiều bạn hỏi mình thì cái diện như thế nào, và nghe người ta nói thì nó có lừa đảo gì đó tùm lum thứ. Thì trong cái video ngày hôm nay thì mình cũng đã tìm hiểu rồi, và mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái diện EB3 ở Mỹ. Và mình biết thì hiện tại thì rất là nhiều người đi qua Mỹ bằng cái diện EB3 này các bạn. Và sự thật như thế nào thì mình sẽ chia sẻ trong cái video ngày hôm nay nha. Senior Center, trung tâm chăm sóc người cao niên tận tâm dành cho người Việt tại Atlanta. Bạn muốn được nhận lương khi đang chăm sóc cha mẹ của mình, liên lạc chúng tôi ngay để biết thêm chi tiết. Hey, hello các bạn, thì trong một khoảng thời gian vừa qua đó thì mình cũng có nhận được một số những cái ý kiến hay những cái comment của những cái bạn xem video của mình ở tại channel Hello Atlanta, là các bạn muốn hỏi về cái diện mà định cư EB3 hay các bạn gọi là EB3 gì đó, tức là đi qua Mỹ làm việc và có thẻ xanh và cũng như là định cư Mỹ luôn các bạn. Right, thì trong cái video ngày hôm nay đó thì mình muốn chia sẻ các bạn những cái thông tin khái quát về cái diện này, cũng như là một số bạn nói với mình là diện này là có những cái sự lừa đảo gì đó, và nó có đúng hay là như có hợp pháp hay không. Thì trong cái video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn luôn sau những gì mình tìm hiểu về cái diện EB3 này. Thì ở đây là mình chỉ muốn nói những cái thông tin một cách đơn giản để các bạn có thể hiểu được cái diện này ha. Thì cơ bản thì cái diện EB3 này, tức là các bạn đây là một cái diện qua Mỹ làm việc và có thẻ xanh cũng như định cư Mỹ, dành cho những người lao động, chẳng hạn như những người đi làm việc có kỹ năng, có trình độ, hoặc là những chuyên gia. Right, thì các bạn có thể đi qua Mỹ bằng cách là chẳng hạn như các bạn là những kỹ sư, chuyên gia gì đó, và có những cái bằng cấp nhất định, và được nước Mỹ đồng ý để mà tài trợ đi qua bên Mỹ đi làm việc. Hoặc là các bạn có thể đi qua Mỹ làm việc với những người không có kỹ năng và không có trình độ gì cả. Thì đây là một cái diện chung gọi là EB3. Và mình cũng quen một số những anh em đá banh trong cái đội đá banh của mình đó, thì những anh đó cũng qua bên này, qua bên Mỹ định cư với gia đình luôn bằng cái diện EB3 này các bạn, tức là qua đây đi làm việc.
và có thẻ xanh định cư. Và mình thấy là rất là nhiều người Việt hiện tại đang rất là muốn biết về cái diện này, và cũng như trong khoảng thời gian gần đây là có rất là nhiều những gia đình đã sang Mỹ định cư bằng cái diện EB3 này, và mình gặp ở ngoài luôn các bạn, là những người mà mình đã quen biết ở bên ngoài luôn. Đó, thì ngày hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn. Thì trước mắt thì các bạn biết thì cái diện EB3 này ở tại Mỹ nó là một cái diện hợp pháp như bất kỳ những cái diện về bảo lãnh khác, chẳng hạn như là bảo lãnh trong gia đình, chẳng hạn như vợ chồng, con cái, anh chị em, thì những cái diện đó là thuộc về bảo lãnh di trú bằng những cái diện trong gia đình, gọi là family base. Còn EB3 là các bạn bảo lãnh để qua bên Mỹ làm việc và có thẻ xanh cũng như định cư ở tại Mỹ luôn. Trong cái xã hội thì nó sẽ có nhiều những cái ngành nghề. Thì ở bên Mỹ này sẽ có những cái công việc mà cái độ khó của cái công việc cũng như là cái sự cực nhọc trong cái mỗi công việc mà người Mỹ họ không muốn làm. Thí dụ như ở đây thì mình thấy thì người Mỹ đa số đó nha, thì có thể họ có thể làm phục vụ nhà hàng, quán ăn, quán nước, hay là đi lái xe chẳng hạn, thì những cái công việc đó lại họ lại làm ok. Nhưng mà có những cái công việc đòi hỏi những cái môi trường rất là khắc nghiệt, chẳng hạn như làm việc trong những cái xưởng, trong những cái hãng chế biến gà nó hơi lạnh và ẩm thấp, thì người Mỹ lại không có thích làm như vậy. Cho nên thì ở nước Mỹ cũng cần một cái nguồn lao động nào đó để làm những cái công việc đó. Những cái công ty đó họ đăng và kiếm việc ở tại nước Mỹ, và sau một khoảng thời gian không có tìm được người thì họ có thể tuyển những cái lao động từ nước ngoài tới để mà làm việc ở tại nước Mỹ. Và các bạn biết thì ở nước Mỹ rất là đông dân cư cũng như là đất rất là rộng, cho nên họ phải cần một cái lượng nhân công vào nước Mỹ làm việc cũng như là phục vụ cho nước Mỹ cũng như là để làm những công việc khác nữa. Chứ bây giờ không có ai vô đây làm hết thì những cái ai sẽ làm những cái công việc đó, đúng không các bạn? Đó, cho nên thì mới có cái diện EB3 dành cho những bạn nào mà không có trình độ hoặc kỹ năng gì hết cũng có thể đi qua Mỹ làm việc và có thể định cư ở tại nước Mỹ luôn. Thì cái diện EB3 này khi mà các bạn chỉ cần mở hồ sơ, chẳng hạn như một người thôi, một người chồng mở hồ sơ, thì vợ và con dưới 21 tuổi sẽ được đi theo luôn. Thì đây là một cái lợi thế của cái diện EB3 này, mà các bạn không cần phải mở từng hồ sơ và đóng tiền từng người. Và EB3 này ở tại Mỹ là một cái diện di trú hợp pháp và hợp lệ nha các bạn. Cho nên thì rất là nhiều những cái thông tin mình nghe trước đây thì người ta nói là EB3 là một cái dạng lừa đảo gì đó. Thì các bạn nên cần tìm hiểu thông tin này. Thì một phần như các bạn nói thì những cái lừa đảo đó nó thường xảy ra ở những cái quốc gia bên ngoài nước Mỹ, bởi vì những cái người mà họ nhận hồ sơ và họ những cái công ty mà nhận hồ sơ làm các bạn ở những cái quốc gia đó, chẳng hạn ở tại Việt Nam hoặc những cái nước khác, thì họ lách luật và họ không có đưa những cái thông tin chính xác cho các bạn, hoặc là họ sẽ hứa hẹn cho các bạn rất nhiều, chẳng hạn như họ nói là họ sẽ đảm bảo những hồ sơ này 100% sẽ thành công hay là bao đậu như thế nào đó. Và những cái người mà họ không biết về cái diện này thì họ sẽ cả tin, và sau đó thì sẽ có những cái vấn đề mà chẳng hạn như là, bởi vì các bạn biết là di trú, cái việc mà nó thành công hay không, cái quyết định của cái hồ sơ các bạn là nó phụ thuộc vào cái nhân viên làm việc cho là cho di trú Mỹ, tức là thuộc về phía chính phủ Mỹ, đó là những người mới quyết định cái hồ sơ của các bạn, chứ không phải là những cái công ty họ nhận hồ sơ cho các bạn. Những cái công ty đó là họ có thể nhận tiền và sau đó là họ sẽ làm những các bước để cho hồ sơ của các bạn đi theo một cái trình tự nào đó mà của chính phủ Mỹ họ yêu cầu để mà bảo lãnh di trú, hay là những cái công ty họ đòi hỏi những cái yêu cầu gì đó. Thì những cái công ty đó là trung gian giữa bạn và bên phía chính phủ Mỹ để giúp cho các bạn làm hồ sơ. Tuy nhiên những cái người đó họ sẽ không có quyền, bất cứ một cái quyền nào để quyết định trên cái hồ sơ cái sự thành công, cái cuộc phỏng vấn nó có đậu hay không. Nó phụ thuộc vào bên phía chính phủ Mỹ khi mà các bạn đi phỏng vấn cho cái hồ sơ của mình. Tức là ở đây mình nói là bất kỳ diện nào luôn, chứ không phải là EB3, kể cả các bạn bảo lãnh, anh chị em, vợ chồng, đặc biệt là các diện vợ chồng. Thì cái quyền quyết định nó phụ thuộc vào cái người nhân viên của di trú Mỹ lúc mà họ phỏng vấn. Cho nên thì mình biết thì rất là nhiều những chỗ có thể là họ nhận hồ sơ của các bạn, họ nhận tiền của các bạn. Rồi sau đó họ lại hứa hẹn là những cái hồ sơ này sẽ đảm bảo 100% là sẽ đậu. Tuy nhiên thì mình nói thì họ không thể quyết định được cái hồ sơ của các bạn như thế nào. Right? Thì đó là một cái điều mà mình muốn các bạn cần lưu ý. Và đặc biệt hơn nữa đó, mà người ta nói là bị lừa bởi một phần á, khi mà các bạn nộp hồ sơ và trước khi mà các bạn
bỏ ra một cái số tiền lớn để làm như vậy thì các bạn không có tìm hiểu thật là kỹ ở trên mạng, trên internet, trên Google, cho nên thì mình không có nhiều cái thông tin. Mà khi mà mình không có nhiều thông tin đó thì mình sẽ đặt hết tất cả những niềm tin vào cái người mà mình gửi tiền cho họ để mà làm hồ sơ của mình. Thì nếu như các bạn đặt những cái niềm tin nhầm chỗ vào những cái công ty mà họ có cái ý định mà lừa đảo đó, thì một cái điều xảy ra là khi mà chẳng hạn như có nhiều cái hồ sơ họ không có giải quyết cho các bạn, có thể là họ sẽ không có những cái trách nhiệm, họ không đặt hết những cái trách nhiệm của mình để mà cho cái hồ sơ của các bạn nó đi suôn sẻ, và họ sẽ bỏ qua những cái bước như thế nào đó để cho cái hồ sơ của các bạn nó không có được giải quyết một cách đầy đủ, cũng như là không có cung cấp đầy đủ thông tin cho chính phủ Mỹ, cho nên cái hồ sơ của các bạn á nó bị đình trệ hoặc nó bị thất lạc hay như thế nào đó và họ không giải quyết. Và khi mà các bạn biết một cái vấn đề nữa, đối với những cái số tiền mà khi mà các bạn đã đóng cho chính phủ Mỹ rồi là hoàn toàn không có trả lại được, cho nên thì đó là một cái số tiền mà các bạn cũng phải suy nghĩ rất là kỹ. Một mình biết một phần là các bạn phải trả tiền cho cái công ty mà họ làm cho cái dịch vụ cho mình, một phần nữa là các bạn phải đóng tiền cho bên sở di trú Mỹ để làm các bước về các thủ tục về di trú, thì những cái số tiền này là hầu như các bạn không có thể trả lại được. Cho nên sẽ có những cái hồ sơ với những cái công ty mà họ không có trách nhiệm, hồ sơ các bạn sẽ bị thất lạc, bị thiếu các bước quan trọng để mà hoàn thành cái hồ sơ, thì hồ sơ các bạn sẽ không có được pass. Rồi cái quá trình làm hồ sơ các bạn sẽ gặp nhiều những cái khó khăn, cho nên thì các bạn sẽ nghĩ những cái trường hợp đó là sự lừa đảo. Đó là như vậy. Đó, thì cái vấn đề nó nằm ở đây là nó không phải là nằm ở cái diện EB3. Cái diện EB3 này nó không có lừa đảo ai hết, nhưng mà do cái người mà họ nhận hồ sơ các bạn, họ không có cung cấp những cái thông tin đầy đủ cho các bạn, và họ không có nói thật với các bạn là hồ sơ là phải như vậy. Và họ có thể là hứa cho bạn một cái điều rất là tốt đẹp ở phía trước để cho các bạn tin vào điều đó, và các bạn có thể là đưa tiền và để cho họ làm hết tất cả. Nhưng mà các bạn nên nhớ một điều là những cái quyết định là không phải ở những cái công ty này, mà là những cái quyết định nó phụ thuộc vào phía bên di trú của nước Mỹ, ở bên phía của chính phủ Mỹ. Cho nên thì cái đây là các bạn cũng cần phải để ý những cái vấn đề này, mà không chỉ là những cái chuyện này và tất cả những cái việc khác nữa. Nếu như các bạn chưa có thông tin rõ ràng và không có tìm hiểu kỹ thì các bạn đừng nên bỏ một cái số tiền quá lớn để mà làm cho những cái gì mà mình không có nắm chắc ở trong tay, cũng như là mình không có tìm hiểu kỹ về nó. Cho nên thì không chỉ là diện EB3 này, vì kể cả những diện về vợ chồng cũng vậy, cái sự đậu hồ sơ hay không, cái việc thành công của hồ sơ hay không, nó phụ thuộc rất là lớn vào cái sự chuẩn bị của chính bạn ha, của những người làm hồ sơ các bạn giữa công ty trung gian, và sau đó là những buổi phỏng vấn, thì họ sẽ quyết định dựa vào cái quá trình mà làm hồ sơ về phía thông tin hồ sơ có đầy đủ hay không, và đặc biệt là những buổi phỏng vấn có thành công hay không, thì cái người cái nhân viên của sở di trú đó họ sẽ là người quyết định bạn có đậu hồ sơ hay không. Nó tương tự như những cái vấn đề mà xảy ra hồi trước đây, chẳng hạn như ở Việt Nam, mà khi các bạn biết mà một khoảng thời gian rất là lâu rồi thì các bạn có nghe về bán hàng đa cấp, đúng không? Thì mà hầu như lúc đó mình nghĩ thì ai cũng nghĩ là bán hàng đa cấp là một cái sự lừa đảo, một cái điều gì đó rất là xấu xa và không có đúng. Tuy nhiên thì cái việc mà bán hàng đa cấp ở tại Mỹ và những cái nước khác thì nó diễn ra rất là bình thường và đều là hợp pháp hết các bạn. Cho nên cái vấn đề mà nó lừa đảo là nó nằm ở cái người làm cái công việc đó, chứ không phải là cái công việc đó nó lừa đảo các bạn. Đấy, cho nên các bạn phải hiểu hai cái vấn đề nó khác nhau là như vậy. Thì ở đây á, trong cái video này á, mình chia sẻ những cái thông tin để cho các bạn hiểu thêm về cái diện này. Thì mình thấy thì hầu như là bây giờ hiện tại rất là nhiều người Việt Nam, rất là nhiều những gia đình Việt Nam họ muốn có một cái cơ hội để làm việc ở tại nước Mỹ, thì có thể nộp hồ sơ để mà đi qua Mỹ làm việc và định cư theo cái diện EB3 này, đặc biệt đối với rất là nhiều người Việt mà không cần những cái kỹ năng hay là trình độ gì cả cũng có thể đi qua Mỹ và làm việc. Thì đây là một cái điều phải nói là một cái lợi thế rất là lớn, đặc biệt là trong cái khoảng thời gian này, là cái khoảng thời gian mà người ta tạo điều kiện rất là lớn cho các hồ sơ mà di trú, các dạng mà kiểu như đi vào đây làm việc đó các bạn, tức là EB3 đó tạo điều kiện rất là lớn để cái hồ sơ này có thể thông qua dễ dàng hơn so với cái thời điểm khoảng về trước, là khoảng 3-4 năm về trước. Đó, thì có thể đây là một cái cơ hội nếu như mình chẳng hạn như
Tại vì các bạn biết thì đây có thể là khi mà các bạn làm hồ sơ đó, có thể là một số tiền rất là lớn, đối với nhiều người là cả một gia tài luôn. Thì thật sự là không có ai ép mình làm cả, nhưng mà một khi mà mình đã quyết định làm rồi thì mình cũng phải có cái trách nhiệm với cái lựa chọn của mình nữa các bạn. Sẽ có nhiều người không có ai ép mình phải bỏ một số tiền lớn để đi qua nước Mỹ cả. Các bạn cũng có thể ở lại Việt Nam hay là các bạn cũng có thể đi qua nước khác. Tuy nhiên một khi mà mình đã quyết định làm rồi thì mình cũng cần phải có trách nhiệm với nó, và mình không có thể là đổ lỗi. Và mình khuyên các bạn luôn, trước khi mà làm mình nên tìm hiểu thật là kỹ, và cũng như là nên hiểu rằng những cái di trú như thế này nó phụ thuộc vào quyết định của bên phía chính phủ Mỹ, chứ không phải là cái người họ làm hồ sơ cho các bạn đâu nha. Thì mà nếu như các bạn mà muốn tìm hiểu thêm về cái diện này thì các bạn có thể là gửi cái email cho mình ở trên cái email trên này, để các bạn chẳng hạn muốn hỏi thêm về nó thì mình cũng có thể là tìm hiểu rồi trả lời giúp cho các bạn. Mình sẽ bỏ cái email ở trên màn hình để cho các bạn hỏi thêm về cái vấn đề này. Ở khu vực Atlanta, Georgia này thì mình cũng gặp rất là nhiều người, và cũng có nhiều gia đình anh chị đã đi qua Mỹ bằng cái diện EB3. Thì phải nói là một cái điều gì đó mình thấy rất là hay, bởi vì chỉ có mở hồ sơ của một người thôi mà vợ và con được đi theo luôn. Rồi bây giờ là sau này bắt đầu họ làm việc ở đây. Và mình nói là những cái công việc này các bạn thì nó đầy đủ, nó nhiều cái công việc, chẳng hạn như các bạn làm ở những cái hãng chế biến về thịt cá, rồi thịt bò, thịt gà, rồi thịt heo, đó những cái hãng đó, hay là những cái công xưởng, hay là những cái chỗ làm hàng tiện này nọ đó, thì các bạn có thể làm những công việc đó. Đối với người Mỹ thì nhầm khi họ không thấy là họ muốn làm cái công việc đó, nhưng mà đối với những người dân ở những nước khác, chẳng hạn như những nước châu Á, thì cái việc làm như vậy đó, thì những cái công việc như vậy đó thì họ cảm thấy là một điều gì đó cũng bình thường thôi. Nhưng mà đối với người Mỹ thì họ sẽ không muốn làm cái công việc đó. Cho nên đó là lý do tại sao mà nước Mỹ cũng phải cần một cái lượng lao động nào đó để làm những cái công việc đó các bạn, right? Để phục vụ cho xã hội nữa. Ok, thì trong cái video này mình chỉ chia sẻ những cái ý rất là khái quát về cái diện EB3 này, cũng như là diện EB3 này nó có thật hay không, mà nó có giả tạo hay là nó có sự lừa đảo gì hay không. Thì mình xin chốt lại là cái diện EB3 này không có lừa đảo gì cả, và nó cũng giống như tất cả những cái diện bảo lãnh khác. Tuy nhiên thì những nhiều người không có hiểu về nó và không biết về nó sẽ bị những người làm ăn không chân chính lừa đảo các bạn. Và thật sự mà khi mà các bạn đã đặt bút xuống ký cái gì rồi á, thì trước khi mà các bạn đặt bút ký là các bạn phải hỏi thật là kỹ, cũng như là các bạn nên chấp nhận được sẽ có những cái rủi ro. Bởi vì bất cứ những cái gì cũng có những cái rủi ro của nó, chứ không phải là cái gì cũng hoàn hảo hết tất cả. Và đặc biệt là di trú như thế này thì mọi thứ đều sẽ có những cái rủi ro của nó. Tuy nhiên thì cái chuyện thành công thì vẫn có thể xảy ra được với tất cả những nhiều người khác thôi các bạn. Ok, thì thông cái video này chỉ là ngắn gọn như vậy thôi, để các bạn hiểu thêm về cái diện định cư Mỹ EB3. Đấy, thì ngoài ra ở văn phòng này á, thì mình chỉ làm về diện bảo lãnh về gia đình. Ở đây chẳng hạn như các bạn muốn bảo lãnh anh chị em, bảo lãnh cha mẹ, các bạn muốn thi quốc tịch ở bên Mỹ, các bạn muốn làm công hàm độc thân để mà về Việt Nam cưới vợ, hay là các bạn muốn làm ủy quyền về Việt Nam để mà buôn bán nhà cửa đất đai gì đó, thì văn phòng bên này sẽ take care những hồ sơ hết cho các bạn ha. Thì đó là chuyên về di trú, thiên về di trú của gia đình. Right. Thì thôi, trong cái video này chỉ là ngắn gọn vậy thôi. Và các bạn muốn có thêm những câu hỏi nào nữa về diện EB3 thì các bạn có thể viết cho mình một cái email, gửi về email của mình, để mình sẽ trả lời các bạn biết thêm, nếu như mình biết thêm thông tin về của EB3 nha. Alright, và bây giờ thì xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.